Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của trường. Hôm nay trường sẽ dẫn mọi người đến một nơi rất đặc biệt. Con ở thành phố mới gì hả? Dạ không, con quê ở đây nên là con cũng về hoài à. Năm năm gần đây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Đợt hạn mặn năm nay ở Trà Vinh, nhà mình gần như là mất trắng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Chỗ mình đang đứng là cống ngăn mặn Bông Bốt. Chỗ này đi thêm mấy con rạch nữa là tới nhà mình rồi. Ơi, tình cảm ghê chưa kìa. Để biết không khí gia đình đó. Dạ. Thôi, các con ăn cơm. Dạ. Xin chào, giới thiệu với mọi người, tụi mình hiện giờ đang có mặt ở cống ngăn mặn Bông Bốt. Đây là một dự án mà mình cùng với công ty thực hiện. Cửa cống này được đóng mở bằng xi lanh thủy lực, giúp ngăn nước mặn và giữ nước ngọt cho khu vực xung quanh. Giờ bà con có đủ nước ngọt tưới đồng, tắm không lâu bị ngứa đều là nhờ vào cống ngăn mặn này. Mấy năm đi làm ở Sài Gòn, giờ được quay về giúp đỡ quê mình, thấy bà con phấn khởi, mình cũng vui lây.